các bạn vừa nghe bài hát Head, Shoulders, Knees and Toes. Head là cái đầu, phần đầu. Head, shoulder là vai. Knee là đầu gối. Toe là những ngón chân. Toes là những ngón chân. Head, shoulder, knees and toe. Thì hôm trước mình cũng có học về cái phần cơ thể người, nhưng mà mình học về my face thôi. Thì là eyes, nose, mouth, then eye, then ear, then nose, then mouth. Thì mình có học cái phần face ha. Các bạn nghe, các bạn có nghe được những cái từ như là eye, ear, nose hay là mouth ha, hay không ha. Giờ mình làm lại cái bài tập về my face. Face là khuôn mặt. My face là khuôn mặt của tôi. Giờ khuôn mặt mình có gì đây? Nose là cái mũi. Mình sẽ nối vào nose, nối vào cái mũi. Ear là cái lỗ tai. Ear. Eye là gì nhỉ? Là mắt. Mouth cái miệng. Mouth. Hair tóc. Hair. Giờ mình sẽ nối vào này. Nose. Đây chị. Nose. Ear. Cái tai. Eye. Cái mắt. Eye. Mouth. Cái miệng. Mouth. Hair. Cái tóc. Tóc đây hả? Giờ mình sẽ đọc lại bài lần nữa nha. Nose. Ear. Eye. Mouth. Hair. Now draw the missing parts. Bây giờ mình vẽ cái phần mà còn thiếu trên khuôn mặt. Đây là cái khuôn mặt của cô bé, có đầy đủ mắt, mũi, miệng, tóc, tai. Giờ mình vẽ cái phần missing parts. Phần bên đây là có những cái phần còn thiếu nào mình vẽ vào ha. Missing parts. Draw the missing parts. Vẽ phần còn thiếu. Bạn này, đây khuôn mặt này thiếu gì? Thiếu miệng. Mouth. Vẽ cái mouth. Bên đây missing parts là cái nào nè? Nose. Thiếu nose, thiếu cái mũi hả? Vẽ cái mũi vào. Nose. Ở đây missing part is eye. Thiếu mắt rồi. Eye. Vậy là đầy đủ rồi đó. Có đầy đủ mắt nè. Eye. Nose. Mouth. Ear. Hair. Vậy là đủ ha. Bây giờ mời các bạn nghe lại bài hát nha. Thanks for watching my video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thích video, nhớ bấm like, share và
Có cần góp ý thì các bạn comment ở bên dưới để mình phát triển thêm kênh Bé Học Bé Chơi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. See you later.